Vâng. Tất cả cô vẫn để nguyên. Thì bên kia chú phân bên kia người ta làm cho đủ hết đồ vậy ạ. Vâng. Sướng nhỉ, cô sẽ phân hết đồ. Cháu lên trên thôi đúng không cô? Nhà cô mua thời điểm là mua cả nhà đúng không? Không, đất chứ. Đất không rồi ạ? Đây. Từ đây bắt đầu đưa ra từ đây đúng không? Động nhỉ, cô đưa ra. Ừ. Hai mặt tiền khá rộng thế. Nói chung là ai ở mà. Các bảo con bé thuê cửa máy hay mày lên trên này mày thuê đi. Đây phòng rộng này. Đây quan trọng là cái vị trí đấy chứ. Bạn ấy đang làm việc đấy thì khách quen đấy nhiều. Để cô trên này đẹp lắm, bạn ấy trả về được. Quan khách. Các cái tủ này thì cô muốn di chuyển sẽ di chuyển được, con to như này. Tháo ra ảo hết, tủ từ lâu. Đây, cho đi, chút dưới. Vâng. Rồi, sao thế? Rộng, rộng. Cho chỗ tưới nữa đúng không? Còn bên này, đây cô đang dọn đồ đã xong đâu. Vâng. Bắt đầu mới hôm nay dọn đây. Ừ. Không ở đây hơn năm rồi. Đúng rồi. Xong rồi xây nhà cô đóng tủ to nhỉ? Cố định luôn. Nhưng nhà cô xây tốt phết nhỉ, không thấy bị thấm nhỉ? Ừ. Từ chín chín là không bị thấm đấy. Là chồng là bạn của chồng cô làm ở trường kiến trúc. Vâng. Anh đi làm thiết kế những cái thứ cho tầng ba giống tầng hai tầng ba. Vâng. Đúng như nhau. Vâng. Mỗi tội là trên tầng ba không bị cái cột. Vâng. Nó không bị cái cột nên chỗ này nó rộng. Vì tầng hai là bắt đầu đua ra cái cột. Đua đấy. Vâng. Vâng. Này. Trên này là hơn 50 mét mà. Vâng. Sáng lắm đấy. Rộng cái ngang này. Đồ chưa dọn. Cô tự dọn này hay thuê người? Có thuê chứ. Vâng. Thuê dọn cuộc đấy. Dạ, cô dọn bán, được khỏe quá. Bán được là cháu phải tưởng tượng là cô bán được gần 2 triệu tiền giấy thì ui là nhiều đến mức độ. Vâng. 2 triệu tiền giấy thì nhiều lắm. Nghề của mình ấy. Vâng. Ôi, hồi đầu năm nó còn bảo chưa từng mua giấy của nhà anh nhiều như thế này. Đúng. Thấy rộng không? Vâng. Ở đây cô bảo này kho mà thấy cô không muốn để đây đúng không? Sợ mất đồ đúng không? Chắc gì đúng không? Động chạm đến đồ đúng không? Này ai muốn làm gì kể người ta ở thế này. Cái là phòng thờ cố định luôn đúng không? Cô có khóa rồi. Ơ chẳng xem bộ là khóa phòng thờ này đúng không? Cô nghĩ là cô có khóa rồi sao lại cô khóa vào đâu?